Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 99. Chương 981, Ấn Bất Thực Ngưu, 1. Ngủ một ngày một đêm, thông tin quan trọng cũng đã được truyền đi, thậm chí còn phân chia công việc đại khái. Tảng đá nặng trong lòng Hồ Ma cũng được dỡ bỏ, ngày hôm sau tỉnh dậy, tinh thần hắn đã phấn chấn trở lại. Vừa mở mắt ra, hắn cảm thấy lười biếng thoải mái, ánh nắng vàng nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, như thể mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Cảm nhận được cơ thể bị rút cạn ngày hôm qua đã hồi phục đáng kể, hắn mới khoác áo vào, gấp tấm đạo bào rách nát lại. Mặc vào bộ y phục của tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, thắt dây lưng màu xanh, đi giày vải, đứng dậy ra ngoài. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ ba, sương mù mỏng manh vẫn chưa tan hết, trấn Thạch Mã có vẻ vắng vẻ hơn nhiều. Những người dân từ khắp nơi đổ về tham gia đăng hỏa phúc hội, ngày hôm qua đã hài lòng rời đi. Còn những thương nhân và đoàn la ngựa trước đó bị kẹt trong trấn, thấy xung quanh an toàn, cũng nhanh chóng rời đi theo những người dân này. Cùng với sự rời đi của họ, đăng hỏa phúc hội do Nhất Tiễn giáo tổ chức chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi, không biết sẽ gây ra những thay đổi gì. Hồ Thúc dậy rồi. Đang nghĩ ngợi, Hồ Ma không ngờ, trước tiên có một giọng nói đến gần, hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy lão thất của Tôn gia, vẻ mặt vừa mừng rỡ, vừa lo lắng. Hắn canh chừng ở đây là có chuyện muốn báo cáo, nhưng không tiện mở lời. Hồ Thúc giao thanh bảo đao kia cho hắn rèn, nhìn thì đã rèn được nửa tháng, đến lúc lấy đao rồi, nhưng không ngờ ba ngày trước khi giao đao, thanh đao này lại tự bay ra ngoài cửa sổ. Không biết Hồ Thúc có trách tội không, nếu sự tình làm lớn, thì lão sư phụ rèn đao kia, e là bán cả người cũng không bồi thường nổi. Đang lúc hắn do dự, không biết giải thích chuyện này như thế nào, thì Hồ Ma lập tức mỉm cười, lấy thanh đao được bọc trong bọc ra. Cười nói, vừa hay ta đang tìm ngươi, đêm trước nguy hiểm, ta liền lấy thanh đao này để phòng thân. Nhưng nhìn thì, thanh đao này vẫn chưa rèn xong, không có chuôi, không có vỏ, ngươi cứ mang về, giúp ta bổ sung. Cần bao nhiêu bạc, ngươi cũng đừng khách sáo, cứ nói với ta là được. Hả? À, lão thất Tôn gia lập tức kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ, hóa ra là Hồ Thúc lấy thanh đao này. Lão sư phụ trong tiệm đã khóc hai ngày rồi, chỉ muốn lấy mạng để bồi thường. Hồ Ma sững sờ, không khỏi cười khổ, đúng là lỗi của hắn, lúc lấy đao, cũng không nói một tiếng, lại dọa lão sư phụ thật thà giúp rèn đao kia sợ hãi. Giúp ta xin lỗi, đưa cho ông ấy thêm chút bạc. Hồ Ma vội vàng đưa đao qua, cười nói, cha ngươi đâu? Cha ta. Lão thất Tôn ra nhìn xung quanh trước, mới hạ thấp giọng nói, đi rồi, sáng hôm qua đi rồi, bận việc lớn. Cách trấn này về phía đông hơn trăm dặm, có một ngọn núi Lạn Đào Sơn, trên đó có mấy trăm tên cướp, thủ lĩnh quen biết cha ta đi tìm bọn họ. Vốn trước khi đi muốn nói chuyện với ngươi, nhưng tiểu quỷ canh cửa nhà ngươi hung dữ quá, không cho cha ta lớn tiếng ồn ào. Không còn cách nào khác, cha ta liền rời đi cùng với những bằng hữu giang hồ kia, chỉ để lại ta ở đây đợi Hồ Thúc ngươi ra ngoài, nếu còn có chuyện gì, cứ hỏi ta. Vị Tôn lão gia này gặp phải chuyện tạo phản, thật sự là để tâm, một ngày cũng không chịu trì hoãn. Hồ Ma thở dài, lại nhìn thêm một cái, lão trưởng quỹ của ta đâu? Vị đi cùng ta đến đây ấy. Vừa ra ngoài, thấy phòng của lão toán bàn trống không, ra đến đường, cũng không thấy bóng dáng, hơn nữa nhìn vào chuồng ngựa bên kia. Dường như lừa cũng không còn, chỉ còn lại Mã gia, vừa nhìn thấy hắn, liền tức giận quay đầu đi, tâm trạng rất tệ. À, lão toán bàn tiền bối, ông ấy cũng đi rồi. Lão thất nhà họ Tôn vội vàng nói, sáng sớm hôm qua đã chạy rồi, rất lừa chạy, lúc đi còn sớm hơn cha ta. Trước khi đi, còn xin ta 10 viên huyết thực hoàn, nói là đêm qua vận công, âm thầm giúp đăng hỏa phúc hội được bình an, mệt mỏi quá, nên phải bồi bổ thật tốt. Huyết thực hoàn ta mang theo không đủ, giúp ông ấy góp đủ, đưa cho ông ấy, chỉ nói là hiếu kính ông ấy. Không cần tính tiền, ông ấy còn rất khách sáo, nói là mượn, nhưng phải ghi vào sổ của Hồ Thúc ngươi. Hồ Ma nghe xong, ngây người, đêm qua xảy ra bao nhiêu chuyện nguy hiểm, lão già này còn nhớ chiếm tiện nghi. Vấn đề là ngươi chiếm thì chiếm,
Tôn gia gia đại nghiệp lớn, cũng không để ý, sao còn phải ghi vào sổ của ta. Sự tình một vạn cân huyết thực hoàn này, sau này phải nói chuyện đàng hoàng với lão ta. Hắn tùy ý bước đi, định đi dạo đến chỗ Bất Thực Ngưu, trong lòng nghĩ đến cuộc thảo luận với Nhị Oa Đầu và những người khác. Phương hướng tạm thời được xác định, thì đột nhiên, nhìn thấy Diệu Thiện Tiên Cô đã thay thường phục, dẫn theo một lão nhân đi ra từ quán trà đối diện quán trọ. Vẻ mặt nàng ta kích động, vừa nhìn thấy Hồ Ma liền muốn cúi chào, nhưng Hồ Ma vội vàng ngăn nàng ta lại. Nhìn lão nhân phía sau nàng ta, người trông như lão nông, ánh mắt dừng lại trên người ông ta một lúc. Chương 982, Ấn Bất Thực Ngưu 2. Trong lòng hắn cũng lóe lên vài suy nghĩ khác nhau, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, nói với họ, bây giờ ta và Bất Thực Ngưu rốt cuộc là quan hệ gì? Hả? Diệu Thiện Tiên Cô sững sờ, dường như không ngờ, sau khi cùng trải qua chuyện lớn như vậy, Hồ Ma lại hỏi ra câu xa cách như vậy, còn lão nông kia bỗng nhiên bước tới, từ từ cúi chào Hồ Ma, thấp giọng nói, giáo chủ, ngài đã vượt qua tam quan thập nhị kiếp, tu thành đại uy thiên công tướng quân ấn, che chở cho Đăng Hỏa Phúc Hội, đẩy lui 3.000 âm binh, thậm chí còn chém. Ngài đương nhiên là giáo chủ của chúng ta, hay nói cách khác là lão sư của chúng ta. Người ngoài gặp ngài phải gọi là giáo chủ, nếu không chính là bất kính với Bất Thực Ngưu, chúng ta cũng có thể gọi là hiền sư, bởi vì ngài chính là người định mệnh mà các môn đồ Bất Thực Ngưu chúng ta đã đợi 20 năm, người dẫn đường cho chúng ta. Như vậy, đêm hôm qua, Hồ Ma đã gặp mặt người của Bất Thực Ngưu, nhưng lúc đó tình hình nguy cấp, không tiện nói nhiều. Hơn nữa đám yêu nhân kia, từng người một đều chẳng ra làm sao, cho dù hắn nghĩ ra được điều gì, cũng không có cơ hội nói ra. Bây giờ nhìn lão nhân này, hắn im lặng một lúc, mới từ từ nói, vậy, nếu ta tò mò về một số chuyện trong Bất Thực Ngưu, các ngươi cũng sẽ không giấu giếm ta nữa. Lão nhân kia khẽ gật đầu, nói, chúng ta vốn tìm người giải đáp nghi hoặc, đương nhiên không dám giấu giếm. Hồ Ma thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì đi thôi. Đêm hôm qua, hắn đã thảo luận với Nhị Oa Đầu, Bạch Bồ Đào Tửu tiểu thư, Hầu Nhi Tửu, cảm thấy mọi chuyện đều rất cấp bách. Mọi mặt đều có nghi vấn, nhưng nếu nói có một chuyện nhất định phải làm, cũng là chuyện quan trọng nhất, chính là Bất Thực Ngưu. Muốn làm rõ tất cả những điều này, thậm chí muốn sắp xếp lại, thậm chí muốn hiểu thêm về bí mật của người chuyển sinh đời trước, đều phải bắt đầu từ Bất Thực Ngưu. Nhiệm vụ tiếp xúc với bọn họ, đương nhiên phải do hắn đảm nhận, mặc dù đây là một đám yêu nhân tạo phản. Nhưng hắn không những không thể xa lánh bọn họ, ngược lại còn phải chủ động tiếp cận bọn họ mới được. Vì vậy, hắn đi theo lão nông và Diệu Thiện Tiên Cô, đến trước tổng đàn, liền thấy linh đường được dựng trong tiểu viện thứ nhất vẫn còn đó. Nhưng chiếc chum lớn vốn được đặt ở đây, lại biến thành 10 chiếc, được xếp thành hai hàng. Chiếc chum lớn, có dấu vết thắp hương, dường như cũng là vì đêm trước tiêu hao quá nhiều, đang nghĩ cách bồi dưỡng trở lại. Sau khi vào tiểu viện thứ hai, liền lập tức nhìn thấy, trong sân này còn có hai môn đồ Bất Thực Ngưu khác, một người là chủ gánh hát, một người là lão đầu tử cõng tôn nữ trên lưng, nhìn thấy Hồ Ma bước vào, liền đứng dậy làm xoa ngực chi lễ. Lễ nghi của thế giới này, hoặc là quỳ lạy, hoặc là chắp tay, kiểu xoa ngực chi lễ này, có vẻ đặc biệt kỳ lạ, Hồ Ma vừa nhìn thấy, liền biết, nhất định là do người chuyển sinh dạy. Nếu ở kiếp trước, kiểu lễ nghi này cũng không thấy kỳ lạ, nhưng xuất hiện trên thế giới này, lại luôn khiến người ta cảm thấy kiểu lễ này có chút tà dị. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cây du già che khuất bầu trời. Những thứ được treo trên cây đã biến mất, chỉ còn lại cành cây trên cùng, treo áo giáp rách, ủng quan và một chiếc ấn. Đứng dưới gốc cây, hắn trầm ngâm một lúc, nói, những thứ treo trên kia rốt cuộc là gì? Diệu Thiện Tiên Cô bên cạnh nghe vậy, muốn nói lại thôi. Còn nam tử có ngoại hình như lão nông bên cạnh nàng ta thì từ từ bước tới, cung kính trả lời, áo giáp sắt vụn, ủng đo núi và ấn vô danh. Đây đều là những lão vật do giáo chủ đời trước để lại, vật dính pháp lực, chỉ có bản thân giáo chủ mới có thể sử dụng những thứ này. Vì vậy mặc dù là dị bảo, nhưng nhiều năm trôi qua, các môn, đồ nội môn trong giáo phái chúng ta không ai có phúc phận sử dụng. Thật sao? Hồ Ma nghe hắn nói, ngẩng đầu nhìn lên cây. Bộ giáp và đôi ủng kia đêm trước đã xuất hiện trên người hắn, chỉ là dường như chỉ là mượn sức mạnh từ nơi sâu xa, vẫn chưa thật sự được giao cho hắn. Hơn nữa,
Lúc đó hắn vội vàng chém giết nhị công tử nhà họ Mạnh kia, mặc dù giáp trên người, ủng trên chân. Cũng có thể cảm nhận được hai thứ này đều có chỗ kỳ diệu, nhưng vẫn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng. Còn chiếc ấn kia thì đêm trước hắn cũng không kịp động đến, không biết có tác dụng gì. Lúc này, hắn chỉ tò mò đánh giá ba thứ trên cây, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc ấn, mơ hồ cảm thấy. Trong ba thứ này hẳn là quan trọng nhất, nhưng lại không biết phải lấy nó như thế nào. Đang suy nghĩ, hắn chậm rãi đi qua dưới gốc cây, thì đúng lúc này, gió nhẹ thổi qua, lay động cành cây, chiếc ấn treo trên đó bỗng nhiên rơi xuống. Trùng hợp thay, nó lại rơi vào tay hồ ma. Hồ ma hơi sững sờ, nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, chỉ giơ tay lên, đánh giá sơ qua, rồi nhét vào trong tay áo. Đối với hắn, đây dường như là chuyện rất thuận tay, rất tự nhiên, nhưng trong mắt người của Bất Thực Ngưu bên cạnh, đặc biệt là Đại sư Huynh, lại không khỏi giật giật khóe mắt, nhìn xuống dưới gốc cây, một cặp dấu chân sâu hoắm, bên cạnh có vết nứt mạng nhện. Đó là dấu vết đêm trước, khi hắn cố gắng hái chiếc ấn này xuống, bị sức nặng của nó đè ra. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 983, Tam Quyển Thiên Thư, 1. Nhận lấy chiếc ấn này, hồ ma thực ra trong lòng cũng rất tò mò về nó, nhưng lúc này dưới ánh mắt của đối phương, hắn sẽ không biểu hiện quá mức lỗ mãng. Nhưng khi nhét vào tay áo, hắn cũng đã cẩn thận quan sát, trong lòng có chút kinh ngạc, chiếc ấn này vuông vắn, rõ ràng là lão vật, dường như được điêu khắc từ một loại ngọc kém chất lượng, bên trong nổi một chút huyết văn, nhưng mặt ấn lại không có chữ. Đã là ấn cũ, sao lại có thể trống trơn? Trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò, nhưng cũng không vội vàng hỏi, Bất Thực Ngưu này cũng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, muốn hỏi nhiều cũng vô ích, phải kiềm chế. Cùng bọn yêu nhân này liên hệ, tương tự như tán tỉnh người yêu, cần lôi kéo thái độ cùng cảm xúc. Thế là, trong lòng cũng chỉ là suy nghĩ như vậy, trước cùng vị đại sư huynh này cùng Diệu Thiện Tiên Cô đi vào bên phòng, ngồi ở trên ghế bành. Vị đại sư huynh nhìn như lão nông cũng ngồi xuống, Diệu Thiện Tiên Cô lúc đầu cũng muốn ngồi. Nhưng bị đại sư huynh liếc mắt nhìn, bỗng nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng đứng dậy, chủ động ra ngoài bưng trà cho hai người. Hồ ma nhìn tổng đàn rộng lớn bên trong và bên ngoài, cảm thấy có chút quá vắng vẻ. Đêm trước, rõ ràng đã nhìn thấy số lượng môn đồ Bất Thực Ngưu không ít, hoàn toàn không giống với cảnh. Tượng chỉ có vài người như hiện tại, hắn cũng không che giấu, tò mò hỏi vị đại sư huynh này, những người khác đâu. Hôm qua ta đã cho bọn họ giải tán rồi. Vị đại sư huynh này nói, theo lý, bọn họ cũng nên đến bái kiến giáo chủ, nhưng ta cũng đã nói với bọn họ, phải lấy đại cục làm trọng. Đăng hỏa phúc hội này đã được tổ chức, động tĩnh thực sự không nhỏ, không biết sẽ gây ra những biến động gì ở các nơi. Bọn họ cũng cần phải quay về lo liệu công việc của mình, hoặc là thừa thế mà lên, hoặc là đề phòng người khác đến đánh. Ha ha, để giáo chủ biết, môn đồ Bất Thực Ngưu, bất kể bản lĩnh lớn nhỏ, nhưng mỗi người đều đại diện cho một mối nhân quả ở các nơi. Thêm nữa, hắn dừng lại một chút, thành thật nhìn hồ ma, nói, trước đây có việc quan trọng, gấp rút triệu tập các môn đồ Bất Thực Ngưu đến, vì vậy các môn đồ ở gần đây đều đến nơi này, bái kiến giáo chủ. Nhưng Bất Thực Ngưu dù sao cũng có trọng trách trên vai, giáo chủ càng là trọng yếu nhất, vì vậy, chúng ta cũng khác với những người khác. Thông thường mà nói, ngoài 8 vị môn chủ, các môn đồ bình thường không có tư cách bái kiến giáo chủ. May mà hôm qua giáo chủ chưa lộ diện, đỡ phiền phức, còn có quy củ này. Hồ ma sững sờ một chút, sau đó hiểu ra, đúng là phải cẩn thận một chút. Dù sao cũng là một đám người suốt ngày bận rộn tạo phản. Hơn nữa, mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với các môn đồ Bất Thực Ngưu, cũng có thể nhìn ra đây không phải là một đám người hiền lành gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện, bọn họ cũng không chắc sẽ không làm ra chuyện bán đứng giáo chủ. Không có giới hạn đạo đức, lại một lòng muốn tạo phản, người đời đối với những đánh giá khác về Bất Thực Ngưu có lẽ không chính xác, nhưng hai chữ yêu nhân này gán cho bọn họ là hoàn toàn chính xác. Đi khắp nơi lo liệu đại sự của các ngươi sao? Vừa nói chuyện, hắn cũng không che giấu sự tò mò của mình, cười nói, Nhất Tiễn giáo bên này tình thế đang tốt đẹp, tại sao không ở lại nơi này? Với bản lĩnh của các môn đồ Bất Thực Ngưu các ngươi, nếu tập trung ở một chỗ, đừng nói chỉ là trốn trong núi tạo phản, e là trực tiếp xuống núi công thành chiếm đất cũng đủ rồi.
đêm hôm qua, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Hồ Ma cũng đã hiểu rõ về bản lĩnh của các môn đồ Bất Thực Ngưu. Có thể khiến cho thủ tuế đại đường quan Đường Đường Chính Chính không thể vào được trấn này, đã có thể thấy đám yêu nhân này, bản lĩnh thực sự không nhỏ. Đương nhiên, nếu nói về động tĩnh đêm qua, thì nhị công tử nhà họ Mạnh kia càng khó đối phó hơn, nhưng Hồ Ma cũng hiểu rõ, người nhà họ Mạnh, hay nói cách khác, người của người họ, không thể đánh giá theo lẽ thường, bản lĩnh của bọn họ là gắn liền với gia tộc của họ. Nhưng nhìn khắp thiên hạ, mười họ dù sao cũng là số ít, lại quen với việc ẩn mình phía sau, những người thực sự hoạt động trên giang hồ này vẫn là những kỳ nhân dị sĩ trong các môn đạo. Đối với Bất Thực Ngưu mà nói, đăng hỏa phúc hội của Nhất Tiễn giáo đã được tổ chức, sứ mệnh trên vai cũng đã hoàn thành. Vị đại sư huynh kia cũng thành thật, cười đáp, còn về màn tạo thế này ở trấn Thạch Mã, kết quả như thế nào? Có thể tạo ra ảnh hưởng đến mức độ nào thì không còn liên quan gì đến Bất Thực Ngưu nữa. Nói chính xác, Bất Thực Ngưu chỉ hy vọng Nhất Tiễn giáo này có thể khởi nghĩa, nhưng có thể đoạt được thiên hạ hay không thì không quan tâm, hơn nữa. Vị đại sư huynh cười cười, nói, bản thân hy vọng cũng không lớn. Chương 984, Tam Quyển Thiên Thư, 2. Dù sao, Nhất Tiễn giáo cũng chỉ là thuộc dạng móc thức ăn từ miệng người khác, bây giờ đã tổ chức đăng hỏa phúc hội, thức ăn này đương nhiên đã móc ra được. Nhưng cũng không thể một miếng ăn ngay thành mập mạp, hơn nữa ở khu vực trấn Thạch Mã này, mệnh đế vương vẫn chưa được tìm ra. Các môn đồ Bất Thực Ngưu chúng ta, trọng tâm vẫn là 72 đạo trên thiên hạ này, ẩn nấp và bày bố khắp nơi. Tìm kiếm cơ hội, Nhất Tiễn giáo chiếm được chữ tiên, nhưng nếu nói về nền tảng, thì vẫn chỉ là nhỏ bé. Hắn ta thật thà, quả thực không giấu giếm ta chuyện của Bất Thực Ngưu. Nghe vị đại sư huynh này nói, Hồ Ma gật đầu mơ hồ. Những điều mà y nói ra lúc này thực ra đều là bí mật của Bất Thực Ngưu, nhưng y lại rất thản nhiên, không chút do dự. Hắn cũng có thể hiểu được lời của đối phương nói và không định hỏi kỹ về vấn đề này. Thực ra ngay từ khi mới đến trấn Thạch Mã, hắn đã nhìn ra sự khó xử của bọn họ. Hiện nay thiên hạ đã loạn, khắp nơi đều có người tạo phản. Ngay cả các thế gia vọng tộc cũng bắt đầu đầu tư khắp nơi, nói ra thì Nhất Tiễn giáo dường như cũng chiếm được thời cơ tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nhất Tiễn giáo là do Bất Thực Ngưu nâng đỡ, sinh ra đã thua kém người khác điều gì đó. Những kẻ tạo phản được các thế gia vọng tộc âm thầm nâng đỡ, tuyệt đối sẽ không ngay từ đầu đã dẫn đến đại đường quan của thủ tuế môn đạo. Móc thức ăn từ miệng người khác, quả thực là cách miêu tả rất chính xác. Hiện nay, Nhất Tiễn giáo này do cơ duyên trùng hợp, gặp vận may lớn, một hội đèn, được tổ chức vô cùng hoành tráng. Danh tiếng e là sẽ nhanh chóng lan truyền khắp mấy trăm dặm, sau này muốn làm việc gì, nhất định sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng sau đó thì sao? Ít nhất với sự hiểu biết và kiến thức hiện tại của Hồ Ma, hắn vẫn chưa dám khẳng định vận mệnh của Nhất Tiễn giáo này, những kỳ nhân dị sĩ trong Bất Thực Ngưu. Không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng không dám đánh cược tất cả ở đây, ngược lại, mượn đà này, gieo thêm vài quân cờ xuống mới là điều quan trọng nhất. Hắn là người chuyển sinh, có kiến thức của kiếp trước, nhưng người ta lại chuyên nghiệp tạo phản 20 năm, không kém gì hắn. Vì vậy, mặc dù Hồ Ma trong lòng nghĩ đến một số điều, nhưng cũng không định thảo luận sâu với y, mà trầm ngâm, trực tiếp chuyển sang vấn. Đề then chốt, ta vốn đến đây để cầu pháp, lại vô tình có mối nhân duyên này với Bất Thực Ngưu, nhưng chuyện trọng đại. Không ai dám giao tính mạng của mình, vì vậy, nếu lão tiên sinh không chê, ta cũng có vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Vị lão nông kia, hay nói cách khác là đại sư huynh trong mắt môn đồ Bất Thực Ngưu, nghe Hồ Ma nói vậy, lại không hề bất ngờ, chỉ cười nói, giáo chủ cứ hỏi, biết gì nói nấy. Được, Hồ Ma trong lòng từ từ thở ra, nghiêm túc nhìn y, trực tiếp hỏi, ngươi đối với giáo chủ đời trước, biết được bao nhiêu? Đó là chủ nhân của ta từng là người làm người hầu trong nhà hắn. Vị lão nông này cũng nhìn thẳng vào mắt Hồ Ma, trực tiếp nói, mặc dù ta lớn hơn hắn 7 tuổi, nhưng ta luôn đi theo hắn, coi hắn là thầy, bản lĩnh này, kiến thức này đều do hắn truyền thụ cho ta. Cho đến 20 năm trước, đêm trước trận đấu Pháp ở Thượng Kinh Đại Tế, hắn mới bảo ta dẫn các môn đồ rời đi. Trước đó, ta vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hiền sư, dẫn các môn đồ rời đi. Hồ Ma nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc, trận đấu Pháp kia, quy mô lớn như vậy, hậu quả sau đó cũng nghiêm trọng như vậy, bây giờ nghe nói, lại là do vị đại hiền lương sư kia một mình làm. Vậy thì, hắn vừa nghe, vừa hỏi tiếp, lúc hắn ta bảo ngươi rời đi,
không nói gì với ngươi sao? Có lẽ, cũng coi như có nói. Vị lão nông này nhìn thẳng vào Hồ Ma, chậm rãi nói, hắn nói với ta, quá sớm, cũng quá muộn. Hồ Ma lập tức cau mày, lão nông này cũng biết hắn đang nghi ngờ điều gì, chậm rãi nói, lão sư nói, quá sớm, là vì các loại chuẩn bị đều không kịp. Quá muộn, là chỉ hắn sinh ra làm người, lại đến lúc này, mới hiểu được trách nhiệm mà mình sinh ra đã gánh vác. Vì vậy, hắn bảo ta dẫn tất cả các môn đồ rời đi, dặn dò chúng ta trốn đi, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chỉ nói, hắn nhất định sẽ quay lại, đến lúc đó, sẽ dẫn chúng ta, cứu thiên hạ này. Thật là... Hồ Ma nghe xong, trong lòng trầm xuống, người chuyển sinh đời trước này, quả thực bá khí, động một chút là thiên hạ này thiên hạ nọ. Hắn lắc đầu nhẹ, mới nói tiếp, vậy, các ngươi xác định có phải là hắn quay về như thế nào? Hay nói cách khác, tại sao các ngươi lại khẳng định ta có thể làm giáo chủ của các ngươi? Đương nhiên là vì quỷ động bí quật. Đại sư huynh thành thật nói, thậm chí khi nói đến đây, còn ngẩng đầu nhìn Hồ Ma, di huấn mà giáo chủ để lại. Chính là bảo chúng ta đợi người có thể vượt qua tam quan thập nhị giai, 20 năm nay, cũng có không ít môn đồ, cố gắng muốn vượt qua trận pháp này. Đáng tiếc, bất kể bản lĩnh cao hay thấp, phẩm hạnh như thế nào, đều thất bại trước tam quan thập nhị giai. Lâu dần, chúng ta cũng đã hoàn toàn từ bỏ, chỉ coi con đường này là bảo vật rèn luyện tâm tính tu hành cho đến khi giáo chủ. Ngài xuất hiện, Hồ Ma nghe xong, cũng có chút nghi vấn, nhưng dường như y đã đoán trước, hơi giơ tay lên, nhẹ giọng nói, ta biết giáo chủ muốn nói gì, bất thực ngưu khổ sở đợi 20 năm, sao có thể dễ dàng tin tưởng một người như vậy? Thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Y nhìn thẳng vào mắt Hồ Ma, thấp giọng nói, người vượt qua tam quan thập nhị giai sẽ là giáo chủ, không chỉ là vì trong truyền thuyết. Vượt qua tam quan thập nhị giai sẽ có số mệnh của giáo chủ, thậm chí không phải vì tu thành đại uy thiên công tướng quân ấn. Mà là vì, trong truyền thuyết, người vượt qua tam quan thập nhị giai, tiến vào quỷ động bí quật, sẽ nhận được ba quyển thiên thư do giáo chủ truyền thụ. Ba quyển thiên thư, nghe thấy cái tên này, Hồ Ma sững sờ, tò mò nhìn y. Đúng vậy. Vị đại sư huynh này cũng nhìn Hồ Ma, dường như có chút căng thẳng, hạ thấp giọng, chậm rãi nói, một quyển thông u, một quyển khuy thiên, một quyển có thể triệu hồi thần binh thiên tướng, hạ phàm nhân gian. Có ba quyển thiên thư này, đừng nói mười họ, ngay cả thiên hạ này cũng nằm trong tay chúng ta, vì vậy, thực ra từ khi đến đây, ta vẫn luôn muốn hỏi. Giáo chủ ngài hiện tại, đã lấy được ba quyển thiên thư chưa? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 985, Bất Thực Ngưu Chi Sư, 1. Ba quyển thiên thư, một quyển thông u, một quyển khuy thiên, một quyển có thể triệu hồi thần binh thiên tướng hạ phàm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vị đại sư huynh này, Hồ Ma sững sờ một chút, trong động quỷ kia, làm gì có thiên thư nào? Bên trong tổng cộng chỉ có một đại hồng bào thoi thóp, nói vài câu rồi chết, nói ra thì giống như một nơi trú ẩn tạm thời hơn. Mà trước khi chết, đại hồng bào cũng chỉ nói cho hắn biết những bí mật này về việc truyền thừa bản lĩnh, hoàn toàn không có gì. Nghi vấn trong lòng hắn còn không biết bao nhiêu, làm sao biết thiên thư mà bọn họ mong đợi là thứ quỷ quái gì. Tuy nhiên, mặc dù hơi sững sờ, hắn cũng không lập tức phủ nhận. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, âm thầm đoán ý nghĩ trong lòng đối phương. Bọn họ có biết Đại Hiền Lương Sư, hay nói cách khác là Lão Quân Mi, thực ra chính là người chuyển sinh không? Chưa chắc. Bọn họ có lẽ hiểu, vị Đại Hiền Lương Sư này, sinh ra đã biết, có những suy nghĩ kỳ lạ, nhận ra hắn ta khác với người thường, nhưng cùng lắm. Cũng giống như những người khác trên thế giới này, cho rằng Đại Hiền Lương Sư này là ác quỷ bò ra từ địa ngục, nói dễ nghe hơn thì là thần minh chuyển thế hạ phàm. Nhưng khái niệm chuyển sinh, bọn họ hẳn là không thể hiểu được. Mà đứng ở góc độ của bọn họ, hình ảnh của hắn trong mắt bọn họ cũng trở nên rõ ràng. Chỉ là một tiểu trưởng quỹ của Huyết Thực Bang, vì cầu pháp mới đến địa bàn của Nhất Tiễn giáo này, lại vô tình vượt qua tam quan thập nhị kiếp, nhận được truyền thừa của giáo chủ đời trước, thân phận bỗng chốc trở nên bí ẩn. Hơn nữa, trong mắt bọn họ, phần truyền thừa này e là không chỉ là đại uy thiên công tướng quân ấn, hẳn là còn bao gồm một số điều thần kỳ khác, ví dụ như ba quyển thiên thư trong mắt bọn họ không gì là làm không được kia. Trong lòng đã hiểu rõ, hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ,
không che giấu sự do dự của mình, nói, ta quả thực đã học được một số thứ. Nhưng ta không chắc, đây có phải là thiên thư mà các ngươi nói hay không? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới nhìn vào mắt y nói, cần ta nói ra, cùng nhau nghiên cứu không? Nghe hắn nói vậy, Diệu Thiện Tiên Cô đang đứng bên cạnh rót trà, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói mà, giáo chủ sau khi vào động quỷ, chắc chắn là nhận được truyền thừa bản lĩnh. Dù sao lúc đầu hắn chỉ là một tiểu trưởng quỹ, sau khi gặp ta, còn run rẩy, bảo hắn quỳ lại thì quỳ lại, bảo hắn bái ta làm sư phụ. Hắn ta ngược lại không nghe lời lắm, nhưng sau khi hắn vượt qua tam quan thập nhị kiếp, rõ ràng là khí chất đã khác, ngược lại đến lượt ta sợ hắn. Không chỉ là sợ hãi, hắn còn dạy ta cách tạo phản. Bản lĩnh và nhãn lực này đến từ đâu? Hắn có thể hàng phục yêu thi kia, cưỡi ngựa đá đến bên ngoài trấn chém 8 vị suy thần, lại là làm thế nào? Không còn nghi ngờ gì nữa, là học được từ 3 quyển thiên thư. Trong lúc nàng ta liên tưởng, vị đại sư huynh kia nhìn ánh mắt trầm ổn của hồ ma, cũng lắc đầu nhẹ, thấp giọng thở dài. 3 quyển thiên thư, bao hàm vạn tượng, không phải người thường có thể lĩnh hội, nếu ta có thể học được, thiếu gia đã sớm dạy ta rồi. Hắn từng nói, người biết thì không cần dạy, người không biết, dạy cũng không được. Nghĩ đến cũng chính vì vậy, nên hắn mới đặt 3 quyển thiên thư trong động quỷ, để đợi người được định mệnh. Bây giờ giáo chủ đã có truyền thừa, chính là phúc của bất thực ngưu chúng ta, sao dám tham lam bất kính như vậy? Như vậy thì tốt. Hồ ma nghe y nói thật lòng, cũng gật đầu nhẹ. Không thể không thừa nhận, đối với vị đại sư huynh của bất thực ngưu này, trông như một lão nông, trong lòng hắn vẫn luôn có chút áp lực. Đại hiền lương sư đã biến mất từ lâu, nhưng bất thực ngưu chưa từng ngừng gây rối. Đám yêu nhân này có thể tồn tại 20 năm dưới sự đàn áp của 10 họ, còn có thể mưu đồ chuyện tạo phản. Bản lĩnh tuyệt đối không thể xem thường, mà vị đại sư huynh này càng là người thâm bất khả trắc. Người chuyển sinh nếu muốn làm rõ chuyện đã xảy ra trước đây thì không thể bỏ qua bất thực ngưu. Hiện tại hắn may mắn, làm giáo chủ của bất thực ngưu cũng có được nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải cẩn thận, giáo chủ của đám yêu nhân này. Không dễ làm, giống như Hồng Đăng Nương Nương và Diệu Thiện Tiên cô này, sao biết không phải là bia đỡ đạn cho người khác. Đúng lúc loạn lạc, những người chạy ra phía trước, không phải là người có mệnh đế vương trời sinh, thì chính là kẻ thế mạng. Bất thực ngưu là thế lực mà hắn cần tiếp xúc, không chỉ liên quan đến bí mật của người chuyển sinh, mà còn có thể mượn sức trong nhiều chuyện khác. Đương nhiên, không thể chỉ nghĩ, đến mặt tốt, cũng phải có sự đề phòng cần thiết. Nghĩ vậy, hắn thản nhiên nói với vị đại sư huynh này, trải qua đăng hỏa phúc hội lần này, trong lòng ta khâm phục lý tưởng lừa thần lừa quỷ. Nhưng không lừa bách tính của các môn đồ bất thực ngưu, khâm phục các ngươi vì bách tính chúc phúc, chống lại thủ tuế đại đường quan của các ngươi. Chương 986, Bất thực ngưu chi sư, 2. Nhưng ta cũng biết, hiện tại, các ngươi đang làm những chuyện đại sự. Đừng nói bản thân ta cũng có một đống chuyện rối ren cần xử lý, cho dù muốn giúp đỡ một chút, với bản lĩnh vừa mới mở ra 2 cánh cửa phủ của ta. Lời giáo chủ nói, ta đều hiểu. Khi hồ ma nói những lời này, không được tự tin lắm, nhưng vị đại sư huynh này lại tỏ ra rất thấu hiểu, tiếp lời hắn, khẽ gật đầu. Y quá già, ngoại hình là kiểu người cả đời lăn lộn trên đồng ruộng, bị ánh nắng mặt trời phơi cho đen sạm, với những nếp nhăn sâu hoắm. Ngược lại khiến người ta khó nhìn thấu suy nghĩ thực sự của y, nhưng biểu cảm của y lại tỏ ra rất chân thành. Y nhẹ nhàng đứng dậy, đặt tay lên ngực, thấp giọng nói, thực ra, người đời đều cho rằng bất thực ngưu chúng ta là giáo phái, chúng ta cũng thực sự luôn đợi giáo chủ xuất hiện. Nhưng trên thực tế, bất thực ngưu chúng ta giống một phương đạo thống, hay nói cách khác là học phái hơn. 20 năm nay, các sư huynh đệ chúng ta phân tán khắp thiên hạ, mỗi người đều tuân theo di mệnh của sư tôn. Quan sát thiên hạ này, quan sát bách tính, không chỉ là muốn để cho di hoàng tộc kia nhường ngôi vị thiên hạ, mà còn là để học hỏi. Sư tôn nói chúng ta quá cao, bảo chúng ta hạ thấp tư thái một chút, đi vào dân gian để học những thứ mà hắn không kịp dạy, nếu không đủ thấp, thì quỳ xuống, nếu không quỳ xuống được, thì đánh gãy chân. Hắn nói chúng ta chỉ cần đủ thấp là có thể nhìn ra một số vấn đề. Bây giờ xem ra, có lẽ chúng ta thực sự đã nhìn ra một số vấn đề, nhìn ra sự nông cạn của thiên hạ này, nhìn ra dã quỷ không cửa. Người sống không đường, chúng ta cũng đang làm theo lời sư tôn dặn dò, để lại nhân duyên, nhân quả ở khắp nơi và có một ngày có thể làm nên đại sự.
chúng ta không hiểu, chúng ta càng nhìn thấy nhiều, càng có nhiều chuyện không hiểu rõ. Chúng ta càng chuẩn bị nhiều, càng phát hiện ra sự khó khăn của việc làm nên đại sự, càng phát hiện ra sự đáng sợ của người họ và thế gia, thậm chí cảm thấy việc làm đại sự kia là một trò cười. Nói đến cuối cùng, thậm chí có thể nghe ra chút chua xót trong lời nói của y, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Rồi lại thu liễm, mà rất nghiêm túc nhìn Hồ Ma, nhẹ giọng nói, điều chúng ta cần, thực ra là sự chỉ dẫn. So với giáo chủ, ta càng muốn gọi ngươi là Hiền Sư. Nghe y nói những lời này, Hồ Ma cũng im lặng, sau một lúc lâu, mới từ từ thở ra. Hắn nhìn thẳng vào vị đại sư huynh này, nhẹ giọng nói, bản lĩnh của ta có hạn, chỉ dẫn thì không dám, nhưng ba quyển thiên thư kia, ta cũng hy vọng có thể nhanh chóng đọc hiểu. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chân thành trong mắt đối phương, trong im lặng, như thể cả hai đều chút được gánh nặng. Diệu Thiện Tiên Cô bên cạnh có chút sốt ruột, giáo chủ chính là giáo chủ, Bất Thực Ngưu chúng ta đợi 20 năm mới đợi được, sao hai người này nói chuyện lại úp úp mở mở như vậy? Càng có thái độ như vậy, mới càng khiến người ta yên tâm hơn. Hồ Ma cũng cuối cùng đến lúc này, mới bắt đầu yên tâm hỏi một số vấn đề. Mà những điều hắn muốn biết, thực sự rất nhiều, vì vậy hắn tạm thời ở lại tổng đàn này. Hắn định ở đây vài ngày, hỏi han đại sư huynh của Bất Thực Ngưu này từng chút một, về lai lịch của Bất Thực Ngưu, về sự chuẩn bị trong 20 năm qua, về vị đại hiền lương sư kia, về những chuyện đã trải qua trước đây, về những người đã tiếp xúc, thậm chí cả nguyên nhân hắn ta sáng lập ra Bất Thực Ngưu. Ngoài ra, vị đại sư huynh này còn kể cho Hồ Ma biết về kế hoạch, sự chuẩn bị của 8 môn đồ Bất Thực Ngưu ở 72 đạo trên khắp thiên hạ, thậm chí cả một số mật khẩu ám hiệu giữa các môn đồ. Tuy nhiên, Hồ Ma hỏi nhiều về chuyện của giáo chủ đời trước, thậm chí cả một số pháp môn trong môn đạo. Nhưng về chuyện tạo phản của người ta, danh sách liên quan đến tính mạng, thì hắn vẫn cố gắng hỏi ít nhất có thể. Nói trắng ra, hắn và Bất Thực Ngưu này coi như là hôn nhân sắp đặt, ban đầu mọi người vẫn nên có chừng mực thì hơn, từ từ thân thiết rồi hãy nói. Sau một ngày trao đổi, khi Hồ Ma bước ra khỏi tổng đàn, trong lòng cũng đã nắm được đại khái, Bất Thực Ngưu đúng là tin ta là giáo chủ, mọi bí mật đều nói hết. Nhưng nếu nói hoàn toàn tin tưởng ta, thì cũng chưa chắc, vị đại sư huynh này bản lĩnh không nhỏ, người có bản lĩnh càng lớn, ngược lại càng không tin những chuyện thần bí, vì vậy hắn kính trọng ta là thật, nhưng nếu nói đã bị ta thuyết phục, thì còn lâu. Nói hắn tin ta, nguyện tôn ta làm vi sư, chẳng thà nói hắn tin ta thực sự đã nhận được truyền thừa ba quyển thiên thư. Nhưng thứ này ta lấy ở đâu ra? Chẳng lẽ chép lại cho bọn họ một bản Tôn Tử binh pháp hay là Đạo Đức Kinh càng thêm thần bí? Nhưng ta không nhớ nổi. Chỉ hận Hầu Nhi Tiểu là tiến sĩ khoa học tự nhiên, nếu có thể gặp thêm một tiến sĩ khoa học xã hội thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Suy nghĩ một hồi, hắn mới lấy ra bức tranh lão nhân Bái Sơn mà Diệu Thiện Tiên Cô đưa cho trước đó. Trải qua chuyện lớn như vậy và sự hiểu biết về Bất Thực Ngưu, hắn có chút mong đợi về việc lần thứ hai tiến vào động quỷ. Đại Hồng Bào bảo ta đánh thức ngựa đá, lấy thứ được gửi trong bụng ngựa đá, ta đã lấy được. Chiếc ấn kỳ lạ được treo trên cây du già kia cũng đã nằm trong tay ta. Vậy thì, bây giờ tiến vào động quỷ này một lần nữa, liệu có gì khác biệt? Với suy nghĩ này, hắn lại nhìn vào bức tranh, thần hồn, xuất khiếu, từ từ tiến vào trong tranh. Hiện tại đã tu thành Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn, thần hồn càng thêm nội liễm, thậm chí ngay cả con hổ giữ cản đường và con dao long ăn thịt người kia cũng không nhìn thấy nữa. Hắn trực tiếp đến trước Tam Quan Thập Nhị Giai, ngồi thang máy, trực tiếp tiến vào động quật kia. Trong lòng mang theo mong đợi, mà lần này, quả thực vừa mới tiến vào nơi này, hắn lập tức cảm nhận được linh miếu bản mệnh này khác với trước đây. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 987, Đại Lương Hiền Sư, 1. Lần trước bước vào linh miếu bản mệnh, Hồ Ma chỉ cảm thấy đây là một nơi bình thường, chỉ vì nó có nét tương đồng với linh miếu bản mệnh của bản thân nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc. Nhưng lần này bước vào, lại phảng phất cảm nhận được một nhịp thở tương đồng. Nay hắn đã tu thành pháp tướng, thần hồn nhập họa tự nhiên cũng mang hình dạng pháp tướng, nhưng ngay khi bước vào linh miếu bản mệnh, liền nhìn thấy hài cốt Đại Hồng Bào trước mặt bỗng nhiên bị một trận gió nhẹ thổi qua, mục nát tại chỗ. Bụi bay từ hài cốt mục nát lại biến thành sương mù có ý thức, phiêu phiêu đãng đãng,
tràn ngập khắp linh miếu bản mệnh. Trong lòng thoáng giật mình, Hồ Ma chợt hiểu ra, chẳng phải đây chính là sương mù trong linh miếu bản mệnh hay sao? Xung quanh linh miếu bản mệnh của hắn cũng có loại sương mù màu đỏ sậm này bao quanh, chính là cầu nối liên kết với những người chuyển sinh khác. Muốn liên hệ với họ, cần phải dùng mệnh hương xuyên qua lớp sương mù này mới có thể tìm được, cũng mới có thể tiến hành giao lưu tin tức. Hồ Ma từng nghĩ, người chuyển sinh dựa vào linh miếu bản mệnh, tựa hồ có thể ngăn chặn quấy nhiễu và tổn thương thần hồn. Loại sương mù này hẳn là mang đến tác dụng đó. Nguyên bản linh miếu bản mệnh này rách nát, sương mù không còn, nay lại theo thân thể đại hồng bào mục nát mà xuất hiện. Sương mù xuất hiện chỉ là khởi đầu, Hồ Ma hiện tại vốn là trạng thái thần hồn, nhưng cũng bỗng cảm thấy trái tim nhảy lên. Tòa linh miếu bản mệnh khô bại đã lâu này, đúng là mơ hồ xuất hiện biến hóa nhỏ. Sinh khí lưu chuyển, phảng phất hô ứng với thần hồn của hắn. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện cái sinh ra hô ứng này chính là đại ấn nhận được từ cây du già kia. Đại ấn trống rỗng, bây giờ lại phảng phất có sự sống, đang hô ứng với linh miếu bản mệnh này. Phảng phất ấn này vốn là một phần của linh miếu bản mệnh, bây giờ hắn mang vào, liền sinh ra liên hệ vi diệu với linh miếu bản mệnh. Theo sát phía sau, pháp tướng của hắn thế mà cũng ngưng tụ linh quang. Linh quang xoay tròn quanh pháp tướng của hắn, nhìn kỹ, tựa hồ có thể thấy trong linh quang ẩn chứa vô số tiếng người cầu nguyện hoặc tế bái, có vô số hình tượng lễ bái thắp hương. Là ngựa đá kia, hắn bỗng chấn động trong lòng, phản ứng lại. Con ngựa đá bên ngoài trấn thạch mã vốn là tượng, bùn thạch thai, không chút linh tính, nhưng bởi vì dân chúng xung quanh đều tin truyền thuyết kia, nên ngựa đá cũng nhận được vô số tế bái, nhận vô số hương hỏa, cho đến khi hắn cưỡi ngựa Trảm Ôn, hương hỏa này mới có nơi hội tụ. Vào thời khắc ấy, hắn liền cảm giác được thần hồn mình như nhiều thêm một thứ gì đó. Chỉ là khi đó còn chưa biết tác dụng, bây giờ đến linh miếu bản mệnh này, lại nhìn thấy linh quang đang chậm rãi ngưng tụ, từng chút xoay tròn, cuối cùng quy về một chỗ, rơi vào hương án kia. Dài ước chừng ba thước, tế văn khắc chìm, linh quang nội uẩn, nhìn từ xa, có loại thần thánh khiến người kính sợ. Thì ra là thế, nhìn trụ mệnh hương kia, lại nhìn lư hương đặt bên cạnh trên hương án, Hồ Ma làm sao còn có thể không rõ. Ba quyển thiên thư của vị đại hiền lương sư kia, hắn không được thấy, nhưng dựa vào ấn này, hắn lại đến được linh miếu bản mệnh của vị đại hiền lương sư kia. Bất quá, linh miếu bản mệnh này chỉ là thể xác khô bại, chỉ có mệnh hương mới có thể kích hoạt, mà mệnh hương này là tín ngưỡng của bách tính. Hiểu rõ vấn đề, hắn lập tức phấn chấn, nhìn chằm chằm trụ mệnh hương trên hương án phía trước, chậm rãi bước về phía trước. Bịch, bịch, theo từng bước tiến gần, trái tim hắn không khỏi nhảy lên. Mà khi hắn chạm vào nhánh mệnh hương này, liền lập tức cảm giác thể nội dâng lên oanh minh và xung kích vô hình. Thần hồn của hắn hiện đang trong bức tranh, thậm chí cảm thấy thân thể đang ngồi xếp bằng trước tranh ở bên ngoài cũng bắt đầu run rẩy. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, căn cơ trong cơ thể đang nhanh chóng sụp đổ. Nhưng Hồ Ma trong quỷ động tử vào lúc này cũng chỉ cảm thấy tay run, chỉ cảm thấy trụ mệnh hương nhìn như đơn giản này càng ngày càng nặng, nặng đến mức sắp vượt qua cực hạn thần hồn của hắn. Không ổn, hắn vội vàng buông mệnh hương trước khi thân thể sụp đổ, thậm chí bản thân cũng nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Hô, thở phào một hơi thật sâu, Hồ Ma cau mày, trong lòng lại có chút ý chán nản. Đạo hạnh của ta quá thấp. Đánh thức ngựa đá, cầm lấy đại ấn này, cũng có tư cách kích hoạt linh miếu bản mệnh này, nhưng Hồ Ma không ngờ. Vấn đề lại xuất hiện ở chỗ buồn cười như vậy, hắn chỉ có tam trụ đạo hạnh, không có khả năng sử dụng nội tình của linh miếu bản mệnh này. Tam trụ đạo hạnh, một giáp công lực, đã là cực hạn của con người, nhưng dù là cực hạn, cũng vẫn là phàm phu tục tử. Trước kia bởi vì không cách nào kêu gọi người chuyển sinh ở xa, bị Hầu Nhi tiểu chế nhạo. Chương 988, Đại Lương Hiền Sư, 2. Bởi vì đạo hạnh không đủ, đấu pháp bị thiệt thòi, bị Mạnh Gia Nhị công tử chế giễu. Không ngờ, bây giờ muốn kế thừa linh miếu bản mệnh này, thế mà cũng bị vị tiền bối lưu lại linh miếu này chế giễu. Tam trụ đạo hạnh không thể làm người hay sao? Không, không làm người mới có thể vượt qua tam trụ đạo hạnh. Cái này tính là gì? Trong lòng hắn âm thầm chửi bới, mật mã có, trong tài khoản còn. Có tiền, nhưng bàn phím lại hỏng. Mặt khác, tuy không thử thành công, nhưng hắn vẫn nhìn về phía hương án kia với chút chờ mong.
Khi mệnh hương được cắm vào hương án, linh miếu bản mệnh này sẽ được kích hoạt hoàn toàn, mà linh miếu bản mệnh có thể triệu hồi người chuyển sinh khác. Như vậy, chẳng phải hắn có thể dùng danh nghĩa vị lão quân mi, hay nói cách khác là đại hiền lương sư trước đó, để triệu hồi người chuyển sinh khác sao? Đại Hồng Bào từng nói, đại lương hiền sư chỉ là một thân phận, bọn họ đều sẽ mượn dùng, chỉ là lão quân mi dùng nhiều hơn một chút. Vậy nếu hắn kích hoạt linh miếu này, chẳng phải hắn chính là đại lương hiền sư chân chính. Còn nữa, nếu thật sự như vậy, lấy vị cách của người chuyển sinh kiếp trước, sử dụng mệnh hương do tín ngưỡng của bách tính xung quanh trấn Thạch Mã ngưng tụ ra trong mấy chục năm qua, phạm vi triệu hồi sẽ rộng đến mức nào? Trong lòng mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ là triệu hồi toàn bộ người chuyển sinh? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn lại bật ra một chữ, quyển thiên thư thứ ba, triệu hoán thần binh từ trên trời giáng xuống. Mẹ kiếp, nếu thật sự có thể triệu hồi toàn bộ người chuyển sinh, chẳng phải đi đến đâu cũng có người hỗ trợ, cái này khác gì triệu hoán thần binh từ trên trời giáng xuống. Xác định tác dụng của linh miếu bản mệnh, hắn lại suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi lui ra khỏi bức tranh kia. Trước kia bản lĩnh của hắn thấp kém, không cảm thấy tam trụ đạo hạnh có ảnh hưởng gì, nhưng theo hắn nhập phủ, cũng kiến thức được đối thủ cao minh hơn. Ngược lại mơ hồ phát hiện, tam trụ đạo hạnh gần như trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn, làm gì cũng bó tay bó chân. Chỉ là, làm sao đột phá tam trụ đạo hạnh? Đừng nói bản sự hắn học được hiện tại không có pháp môn tương ứng, ngay cả Trấn Tuế Thư cũng hoàn toàn không ghi chép. Cũng không thể thật sự đi tìm Hầu Nhi Tửu, để y cấy vào đầu hắn một con trùng. Suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng, dự định trở về mỏ huyết thực. Trong cánh tay trái của hắn còn có một thứ đã chế ngự nhưng chưa kịp thẩm vấn, cũng không thể trì hoãn quá lâu. Cũng vào lúc này, đang yên lặng suy tư, hắn bỗng nhiên động tâm, lại lập tức chìm vào trạng thái suy ngẫm. Lần này, hắn trở lại linh miếu bản mệnh, sau đó liền nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiền bối. Lão Bạch Kiền tiền bối. Ách! Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hồ Ma không khỏi sốc lại tinh thần, cẩn thận hỏi, Địa Qua Thiêu. Là ta. Giọng nói của Địa Qua Thiêu ủy khuất không rõ, ta đến rồi. Hồ Ma nhất thời không kịp phản ứng, đến cái gì? Trấn Thạch Mã A. Địa Qua Thiêu nói, ta ngày đêm không ngừng, mệt chết hai con ngựa, đùi của ta cũng bị mài rách đến chảy máu, rốt cục cũng chạy đến cái trấn này. Nhưng mà các ngươi, nàng càng nói càng ủy khuất, hoa một tiếng khóc lên, các ngươi sao không đợi ta A? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe nàng nói, Hồ Ma mới phản ứng. Lại, ngược lại có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, hắn đã nhờ Hầu Nhi Tửu đưa tin tức ngay ngày đầu tiên đại đường quan kia xuất hiện, mời bọn họ đến hỗ trợ. Đương nhiên, đường xá xa xôi, cũng khó cho người ta, nhưng tốt xấu gì Nhị Oa Đầu và Bạch Bồ Đào Tửu tiểu thư đều đến vào nửa đêm ngày thứ ba, còn Địa Qua Thiêu này. Đại tỷ, ngươi mới đến sao? Không phải chúng ta không đợi ngươi, chủ yếu là Mạnh Gia kia và Thủ Tuế đại đường quan không đợi a. Không còn cách nào, chỉ đành giờ khóc giờ cười an ủi, nhưng tốt xấu, mọi chuyện đều thuận lợi giải quyết. Mạnh Gia, đại đường quan, Địa Qua Thiêu kinh ngạc, là thông âm Mạnh Gia sao? Đại đường quan chính là Thủ Tuế đại đường quan đi, ta đây ngược lại đã thăm dò được. Ừm. Hồ Ma nói, hai người này đều không phải dễ đối phó, ngươi không đụng tới bọn hắn, cũng là. Vô thức muốn an ủi Địa Qua Thiêu một tiếng, với bản lĩnh của ngươi, thật gặp phải hai vị này, vậy cũng không phải đối thủ. Ông trời ơi! Không ngờ, lời an ủi còn chưa nói xong, Địa Qua Thiêu lập tức càng ủy khuất, trên người hai người này có bao nhiêu bảo bối a? Hồ Ma đều bị nàng hỏi đến mơ màng. Chỉ nghe thấy nàng lại sốt ruột lại khó chịu, quan trọng nhất là chuyện này long trọng biết bao nhiêu, náo nhiệt biết bao nhiêu, ta nghe những người giang hồ rời khỏi thị trấn này đều thảo luận. Ta ăn bát đậu hủ trong trấn này, ngay cả ông lão bán đậu hủ cũng nói trận này đèn đuốc rực rỡ, đăng hỏa phúc hội, thần binh thiên tướng, cưỡi ngựa trảm ôn, cái này. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng mà ta luôn mong chờ a, vậy mà lại không kịp tham gia. Hồ Ma nhất thời không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể thở dài, về sau hẳn là còn có cơ hội a, không thể chờ về sau, đến liền phải làm một chuyến. Địa Qua Thiêu không nghe an ủi, mơ hồ làm động tác lau nước mắt nước mũi, nói, đến cũng đến rồi, nhất tiễn giáo này có vẻ như nội tình rất dày, chúng ta có muốn làm một phố hay không? Hồ Ma nghe mà nổi da gà, vội nói, đừng, cẩn thận một chút, thực sự không được, ngươi tạm thời chờ một chút,
vừa lúc ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 989, thế nào là bất thực ngưu? 1. Tiền bối cần ta giúp gì? Địa Qua Thiêu đang đầy bụng ấm ức, bỗng nghe Hồ Ma nói vậy, liền mừng rỡ, có chuyện gì cần ta? Hồ Ma trầm ngâm một chút, nói, chưa đến lúc nói, nhưng trong mấy ngày tới, ngươi đến khu rừng phía đông, tìm ta là được. Được, 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 tiền bối chỉ đâu đánh đó, ta ngoan ngoãn nghe lời. Địa Qua Thiêu được niềm vui bất ngờ, lập tức liên tục đáp ứng, trong Hồng Đăng Nương Nương hội chúng ta phục nhất là tiền bối. Mấy hôm trước Hầu Nhi tiểu kia đến đưa tin, vừa nhắc tới tiền bối có việc ở trấn Thạch Mã, mọi người đều trách móc tiền bối. Nói tiền bối ngày thường mày rậm mắt to, nhìn an phận, thực tế, lá gan lớn nhất, nhưng lại là người gây chuyện nhất. Ta không đồng ý chút nào, rõ ràng tiền bối là người quyết đoán nhất. Được rồi, được rồi. Hồ Ma vội vàng ngăn cản Địa Qua Thiêu nịnh nọt, cùng nàng ước định thời gian, liền tự mình cắt đứt kết nối. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, phải nói thế nào đây? Cô nàng Địa Qua Thiêu này, gặp chuyện gì cũng thật tích cực, nhưng sự nhiệt tình này cũng khiến người ta có chút sợ hãi. Trước kia, không riêng Hồ Ma, Bạch Bồ Đào Tửu Tiểu Thư và Nhị Oa Đầu đều vô thức tránh né nàng, nhưng bây giờ lại khác. Nhóm người chuyển sinh đã trải qua đại sự, người tích cực chủ động như vậy, không thể bài xích nữa. Đương nhiên, những thông tin mật thiết liên quan đến người chuyển sinh vẫn là thủ đoạn vô thức giữ lại, ai biết nàng nghe xong lại phấn khích làm ra chuyện gì không thể khống chế. Hẹn gặp nàng lần này cũng không chỉ là để trấn an nàng, sợ nàng ra tay với người Nhất Tiễn giáo. Nói đến thì Hồ Ma thật sự cần đến nàng. Thứ nhất, Ô Nha vẫn đang ngủ say, cần người của Hình Hồn Môn đạo xem qua. Đương nhiên Địa Qua Thiêu chưa nhập phủ, bản lĩnh có thể còn kém một chút. Nhưng nàng đã là người Hình Hồn Môn đạo, chắc hẳn đối với chuyện bên trong môn đạo cũng biết không ít, so với hắn thì lành nghề hơn. Còn nữa, thứ trong cánh tay trái của hắn cũng cần được giải quyết ổn thỏa. Hiện giờ thứ kia đã bị hắn gắt gao ngăn chặn, không thể chạy thoát, cũng không làm loạn được. Nhưng cuối cùng nên xử lý nó thế nào, Hồ Ma cũng chỉ mới có ý tưởng sơ bộ, cũng cần người Hình Hồn Môn đạo phối hợp. Thủ Tuế Nhân dù là tu nhục thân hay tu pháp tướng, đều là kiểu người thẳng thắn thô kệch, không làm được việc tinh tế. Còn Địa Qua Thiêu hiện tại bản lĩnh tuy không lớn, nhưng có thể mượn nàng để tiếp xúc nhiều hơn với Hình Hồn Môn đạo. Suy nghĩ đâu vào đấy, Hồ Ma liền lui ra khỏi linh miếu bản mệnh, mở mắt nhìn, trời còn sớm, liền ngủ thêm một giấc. Đến bình minh, thu dọn hành lý, lần này đến Nhất Tiễn giáo, trải qua không ít chuyện, còn trên danh nghĩa trở thành giáo chủ của người ta, nhưng Hồ Ma mang theo không nhiều đồ. Chỉ có quyển Đại Uy Thiên Công Tương Quân Ấn, bức tranh có thể tiến vào quỷ động tử. Cùng con dấu trống không rơi xuống từ lão cây du kia, hai thứ trước theo đại sư huynh đều là đồ của hắn, thứ sau là biểu tượng thân phận. Rời giường, đánh răng rửa mặt, liền dặn khách điếm mang chút đồ ăn đến, ăn no bụng, lại cho mã ra ăn. Đến lúc xuất phát, lão thất tôn ra lại chạy đến, bên cạnh còn mang theo một lão sư phụ mặc tạp dề, mắt đầy tơ máu, trên người mang theo khí tức lò lửa cùng hai đệ tử. Hỏi thăm mới biết đây chính là vị sư phụ giúp hắn rèn đao. Bây giờ chuôi đao đã được điêu khắc ra, sắp xếp thỏa đáng, dây đỏ từng vòng quấn quanh. Lần này chính là theo lão thất tôn ra đến đưa đao cho hắn. Lão sư phụ vất vả rồi. Lúc trước đi lấy đao, tuy chỉ cưỡi khoái mã lướt qua cửa sổ, nhưng Hồ Ma cũng mơ hồ biết lúc ấy trong lò rèn, hung đao ra lò, xảy ra chuyện gì. Hắn khách khí cúi đầu chào vị lão sư phụ này, sau đó lấy 10 lượng bạc cùng 3 viên huyết thực hoàn từ trong bọc quần áo đưa cho ông ta. Trên người hắn thật sự không có tiền bạc, đây là còn dư lại sau khi trả Nhất Tiễn giáo 10 lượng. Huyết thực hoàn cũng là trước kia lão thất tôn ra hiếu kính hắn, tổng cộng chỉ có 7 viên, không còn nhiều. Ngày thường Tiểu Hồng Đường giúp đỡ làm việc, đều muốn cho huyết thực hoàn, lần này người ta ra sức ám thị, đành phải cho mứt quả. Không cần, không cần, nhưng không ngờ, vị đại sư phụ này lại không nhận, chỉ liên tục khoát tay, nói, được hầu hạ vị gia này là phúc phận của ta. Vị tiểu gia này có thể giao việc này cho ta, chính là vinh hạnh của lão phu, nhận tiền bạc, ngược lại là không tốt. Hai vị đệ tử bên cạnh nghe vậy đều có chút nhịn không được, thầm nghĩ đao này vừa ra lò, thiếu chút nữa lấy mạng của ông, vậy mà cũng gọi là phúc phận.
Còn Hồ Ma cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn lão thất tôn ra một cái, liền thấy y cười gật đầu. Liền biết vị đại sư phụ này tương đương với thợ rèn được tôn gia nuôi trong nhà, người ta tự nhiên có thưởng, cũng không cần hắn miễn cưỡng. Chương 990, thế nào là bất thực ngưu? 2. Thế là lại cất 10 lượng bạc đi, định lấy đao, vị đại sư phụ kia lại tiến đến trước mặt, nhỏ giọng nói với Hồ Ma, tiểu lão gia, xin mượn bước nói chuyện. Thấy ông ta cẩn thận, Hồ Ma liền đi theo vài bước, chỉ nghe vị đại sư phụ này thở dài, dặn dò, lẽ ra ta chỉ là một thợ rèn, không nên lắm miệng, nhưng đao này không phải phàm phẩm, nên vẫn muốn dặn dò tiểu lão gia hai câu. Đao này không phải phàm phẩm, có hung khí cực mạnh, vừa yêu vừa sát, tiểu lão gia ngày thường không dùng, chớ mang theo bên người, tốt nhất tìm một án thần có miếu hương hỏa tràn đầy, cất giữ trong đó, trấn áp sát khí của nó. Chờ đến lúc sử dụng, lại chuẩn bị gà sống rượu mạnh, trước tiên dùng để thử đao, kích thích hung khí của nó, dùng xong, cũng phải dùng lửa mạnh đốt đao, sau đó lại cất giữ trong miếu. Vâng, vâng. Hồ Ma thấy ông ta nói nghiêm túc, liền cười đáp ứng, nhưng kỳ thực cũng không để tâm lắm. Đao này dĩ nhiên là vừa hung vừa tà, nhưng dù sao hắn cũng trấn áp được nó. Vị đại sư phụ kia tuy là thợ rèn, nhưng chuyên làm ăn mua bán với người giang hồ, có đôi mắt nhìn người rất tốt. Hồ Ma tuy nói chuyện khách khí, nhưng ông ta vẫn nhìn ra hắn có chút qua loa, thở dài một hơi, nói, người khác không biết, ta lại biết. Tiểu lão gia ngài cũng không phải nhân vật tầm thường, nếu không tuyệt đối không thể trấn áp được đao này, thậm chí để nó ra ngoài chém giết một vòng, sẽ lập tức trở nên hung hãn, uống máu say. Nhưng tiểu lão gia cũng nghe ta một lời khuyên, ngài trấn áp được thì trấn áp, nhưng đao binh dù sao cũng là hung khí, tà khí của đao này, sát khí nặng nề, lão phu rèn đồ vật cả đời, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng mà, sát khí có thể cướp khí vận, phá hủy phúc phận. Tiểu lão gia dùng đao này, chỉ cần trấn áp được, vận thế sẽ càng ngày càng tốt, nhưng phúc phận cũng sẽ càng ngày càng tổn hại a. Cho nên, có thể thu lại chút thì vẫn nên thu lại, miễn cho tương lai quay đầu lại, hối hận cũng muộn. Nghe vậy, Hồ Ma cũng chấn động. Trong lòng, dường như có chút lo lắng nhỏ nhặt từ rất lâu, bị lời nói này khơi dậy. Hắn dừng lại một chút, lần này càng thêm thành khẩn, hướng vị đại sư phụ này nói, lời nói của ngài, ta ghi nhớ. Không biết đại sư phụ nên xưng hô như thế nào? Dễ nói, dễ nói. Vị đại sư phụ này thấy Hồ Ma đáp ứng nghiêm túc, lại hỏi tên mình, đây là tôn trọng rất lớn đối với ông. Ngày sau nếu đao này có thành tựu, ông cũng sẽ theo đó nổi danh. Ông vội vàng học theo người giang hồ, ôm quyền nói, lão phu họ Hồng, tên một chữ Phương. Hồ Ma nói, Hồng sư phụ hữu lễ. Nói xong, cũng lấy thân phận thanh hương quản sự của Hồng Đăng Hội, thông báo tính danh với đối phương, xem như kết giao. Vị Hồng Phương sư phụ này liền vội vàng sai người nâng vỏ đao cùng chuôi đao kia đến. Vỏ này được làm từ gỗ lim trăm năm tuổi trên sườn núi Hướng Dương, nhìn qua giản dị tự nhiên. Nhưng dù sao cũng là gỗ tốt, vừa vặn đựng được một nửa thân đao, chỉ là so với đeo sau lưng, rõ ràng nhìn thích hợp để cúng bái hơn. Về sau nếu Hồ Ma muốn mang nó ra ngoài, hoặc là xách tay, hoặc là phải buộc sau lưng. Ngoài vỏ đao, còn có một miếng vải lau đao, một viên đá mài đao, đều có danh hiệu, xem như quà tặng của Hồng sư phụ. Hồ Ma nhận lấy, Hồng sư phụ lại tò mò hỏi, Hồ quản sự, không biết đã đặt tên cho đao này chưa? Thấy vị đại sư phụ này và đệ tử của ông đều quan tâm đến vấn đề này, lão thất tôn ra bên cạnh cũng tò mò vểnh tay lên. Hồ Ma liền cười cười, nghĩ đến đao này vừa ra lò, liền theo hắn chém đầu thảo thần, lại uống máu của người mạnh ra. Liền cười nói, tạm thời lấy một cái, chưa chắc đã hay, gọi là phạt quan. À, Hồng sư phụ vốn là người mượn đao hiểu người, nhìn ra Hồ Ma bất phàm, nghe được tên này, trong lòng lại giật mình. Cũng vào lúc này, xa xa thấy trên đường lát đá ở một chỗ khác của thị trấn, đã có hai con ngựa cao to chân dài, kéo một cỗ xe lớn đến. Trên xe không có gì khác, chỉ có một cỗ quan tài đồng, người áp xe lại là Bạch Phiến Tử bên cạnh Diệu Thiện Tiên Cô. Bởi vì Hồ Ma đã hẹn trước với Diệu Thiện Tiên Cô và Đại Sư Huynh, mọi việc đều làm âm thầm, bọn họ không cần phải đến tiễn. Lần này đăng hỏa phúc hội, người ngoài nhìn thấy bao nhiêu, đó là chuyện của bọn họ, nhưng ít nhất ở bề ngoài. Hồ Ma vẫn chỉ là tiểu khoáng chủ của mỏ huyết thực Hồng Đăng Hội, dính chút cơ duyên, lại lặng lẽ rời đi. Mà phía sau, tại tổng đàn đại trạch,
đại sư huynh và Diệu Thiện Tiên Cô tuy không tiện hiện thân tiễn đưa, nhưng lễ nghi không thể thiếu. Chính đứng từ xa hướng về phía đông, làm lễ tiễn biệt. Diệu Thiện Tiên Cô quay đầu nhìn đại sư huynh, trên gương mặt thanh lãnh cao ngạo lại tràn đầy sự thanh tịnh đơn thuần. Đại sư huynh, mấy hôm nay huynh trò chuyện gì với giáo chủ? Sao hắn thân là giáo chủ, không ở lại chủ trì đại cục, ngược lại muốn trở về mỏ huyết thực tiếp tục làm tiểu khoáng chủ? Trò chuyện rất nhiều, phần lớn là giáo chủ hỏi. Đại sư huynh khẽ thở dài, nói, hỏi về đại thế thiên hạ, hỏi về công pháp môn đạo, ưu khuyết của mười họ, hỏi về kỳ nhân xuất hiện ở thị trấn này, thậm chí còn hỏi một chút vấn đề khó khăn trên con đường tu hành, thật sự là đang nghiêm túc cầu học. Còn ta, thật ra chỉ hỏi hắn một vấn đề, như thế nào là bất thực ngưu? Diệu Thiện Tiên Cô nghe vậy giật mình, vấn đề này chẳng phải nên do giáo chủ hỏi chúng ta sao? Chúng ta mới là bất thực ngưu a. Nhưng trong lòng biết không đơn giản như vậy, vội vàng hỏi, giáo chủ nói thế nào? Hắn nói. Đại sư huynh dừng lại một chút, cười nói, bách tính như trâu ngựa, phụ thế mà đi, có thể mang người, cũng có thể che người, không phải không thể ăn, thật sự không dám ăn. Các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.